Hello, chào các bạn. Mình hôm nay giới thiệu với các bạn chúng ta tắt những cái dòng mà gạch chân mà màu đỏ ở dưới những cái chữ mà chúng ta gọi tiếng Việt đó, các bạn thấy không? Mình nhìn rất là nhức mắt, đôi lúc mình đọc không thấy cái dấu nặng của nó nữa. Mặc định khi mình cài Windows và cài Office thì nó mặc định nó kiểm tra chính tả đấy. Nó kiểm tra chính tả theo tiếng Anh, không đúng thì nó sẽ ghi lòng ngoằng bên dưới này để báo cho chúng ta biết là cái này không đúng chính tả. Ví dụ như mình gõ một từ tiếng Anh thì nó sẽ không thông báo nha. Đúng không? Đây, nó sẽ không có gạch chân này, các bạn thấy không? Nhưng mà bây giờ mình gõ tiếng Việt nhé. Rồi các bạn thấy chưa, nó sẽ gạch chân cái những cái từ này mà tô màu đỏ nhìn rất là ghét. Ví dụ như mình thêm chữ chữ này mình sửa chữ bìa này. Sai chính tả là nó báo ngay đúng không? Vậy thì tắt cái chức năng phiền phức này đi, chúng ta làm gì? Nó chỉ kiểm tra tiếng Anh thôi, nó không kiểm tra tiếng Việt đâu. Vậy thì chúng ta làm gì để tắt nó? Các bạn theo cái dấu chuột của mình vào file nha, file này, rồi chọn option cái bên dưới cùng này, rồi các bạn tìm cái profile này này, profile này, các bạn thấy cái chữ when correct này, và các bạn tìm đến cái chỗ mà nó có gì just spelling này, kiểm tra chính tả này. Bỏ cái này đi này, bỏ nốt, nói chung bỏ hết những cái dấu kiểm ở những cái ô vuông này, này. Rồi các bạn xem mình ok thì những cái này nó như thế này, đó, nó tắt hết rồi này, đỡ nhức mắt. Cái này là mình giới thiệu ở bên Google, còn bao vai thì có vậy không để mình xem nha. Ví dụ như là tôi là vẫn có, các bạn ơi, tôi là ai, đúng không? Thì nó vẫn có này đấy. Còn viết tiếng Anh thì nó không có báo lỗi đâu, nó không có báo lỗi, mình chỉ cần viết sai nó mới báo lỗi thôi. Đây này, đó, nó báo lỗi chính tả này. Đây thì tắt đi như thế nào cũng y chang bên Google thôi. Các bạn vào file nha, file option profile, đây chỗ này, bỏ hết cái dấu này và dấu này, bỏ hết nha, nó ẩn cái này đi kể nó. Ok rồi, hết, đỡ phải gai mắt đúng không các bạn. Hy vọng cái mẹo nhỏ này cũng có thể giúp ích được cho các bạn. Mình cảm ơn các bạn theo dõi video và nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình với nha, nhớ like này nha, cảm ơn các bạn.